Xin chào các bạn. Trong nhiều năm gần đây thì giáo dục Canada càng ngày được khẳng định là một trong những lựa chọn hàng đầu. Và Canada là điểm đến du học được yêu thích của học sinh, sinh viên quốc tế. Với trình độ dân trí cao, mức học phí thấp và môi trường sống lý tưởng thì Canada được đông đảo phụ huynh lựa chọn là đất nước để gửi con em mình đến học tập. Và Centennial College là một trong những trường cao đẳng được đánh giá nổi bật nhất tại bang Ontario khi du học tại Canada. Thì về tính thực tiễn, chú trọng việc làm và chi phí hợp lý, vậy tại sao nên chọn học tại đây? Những ngành học là thế mạnh của trường là gì? Thì hôm nay công ty Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn cập nhật những thông tin về du học Canada và những điều cần biết về trường Centennial College nhé. Lý do tại sao nên chọn học trường Centennial College khi sang Canada? Thì Centennial College đạt giải thưởng các trường cao đẳng và đại học chất lượng tại Canada năm 2015, giải nhất về sáng tạo trong nghiên cứu ứng dụng ở Canada, dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Vào năm 2013 thì cao đẳng Centennial đã nhận hai giải vàng về đào tạo quốc tế xuất sắc do Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Canada và Phòng Giáo dục Quốc tế Canada ban tặng. Sinh viên tốt nghiệp đi làm được ngay và 94% các nhà tuyển dụng hài lòng khi tuyển sinh viên Centennial College và làm việc. Centennial College đặt tại Toronto, được coi là thành phố lớn và an toàn nhất tại Canada và có những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống, đa dạng văn hóa với sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới, cơ sở dạy học đạt tiêu chuẩn quốc tế với trang bị hiện đại, hỗ trợ sinh viên quốc tế tận tình về mọi mặt và hỗ trợ nghề nghiệp cho mọi sinh viên tại trường. Thì Centennial College có 4 cơ sở và đều được đặt tại phía đông của Toronto. Toronto là một thành phố lớn nhất của Canada và cũng là thủ phủ của tỉnh bang Ontario. Nơi đây nổi tiếng với các cao ốc chọc trời, các trường đại học, cao đẳng, các đội bóng và băng cầu lớn và ngọn tháp Ra Canada cao nhất thế giới. Vì thế mà Centennial có vị trí thuận lợi. Các bạn có thể dễ dàng tiếp cận với các quán ăn, nhà hàng, khu mua sắm và hơn thế nữa. Trường chỉ cách 10km tới sở thú Toronto, nơi mà bạn có thể xem hơn 5.000 loài động vật và hơn 500 chủng loại khác nhau. Cách trung tâm mua sắm Elton khoảng 20 phút đi bằng xe và mất 30 phút để đến với Bảo tàng Hoàng gia Ontario, một trong 10 bảo tàng hàng đầu trên thế giới. Những ngành học thế mạnh tại Centennial College. Thứ nhất là ngành y tá. Ngành y tá thuộc top 10 ngành nghề vô cùng hot và thiếu nhân lực nên ngành này rất được ưu tiên trong top ngành định cư cho sinh viên quốc tế du học tại Canada. Centennial College luôn chú ý tới việc thực hành thực tiễn, luôn không ngừng đổi mới để đi đầu về chất lượng giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia vào các công việc liên quan đến ngành y tá. Chương trình học luôn được lồng ghép giữa giáo trình đại học và cao đẳng để cung cấp thêm cho sinh viên nền tảng cần thiết, kỹ năng chuyên ngành. Ngoài ra thì Centennial College còn đào tạo cả kỹ năng mềm trong giao tiếp với bệnh nhân và các kỹ năng cần thiết trong công việc sau khi tốt nghiệp. Thứ hai là ngành du lịch khách sạn. Centennial College cung cấp cho sinh viên cái nhìn toàn diện về ngành du lịch khách sạn tại một đất nước phát triển như Canada. Centennial College là ngôi trường nổi tiếng với khoa khách sạn du lịch và văn hóa, là trường cao đẳng duy nhất tại Ontario được công nhận bởi Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hiệp Quốc. Centennial College có liên kết với các tập đoàn lớn trong ngành du lịch khách sạn, giúp sinh viên có thể thực tập và trải nghiệm trước khi ra trường như Fairmont Hotels and Resorts, Four Seasons Hostel and Resorts, Intercontinental Hostel Group hoặc Marriott Hotels and Resorts. Nhiều sinh viên quốc tế Centennial College đã làm việc ngay tại nơi thực tập và có cơ hội định cư rất là cao. Thứ ba là ngành công nghệ máy tính. Centennial College còn được biết đến với lại tên gọi là trường công nghệ kỹ thuật và khoa học ứng dụng. Vì thế mà ngành công nghệ máy tính luôn được chú trọng, quan tâm và ưu tiên đặc biệt. Và ngành này cung cấp chương trình co-op giúp cho sinh viên du học Canada tại Centennial College có thể thực tập với kim chỉ nam học đi đôi với hành. Muốn đăng ký học tại Centennial College thì các bạn cần đáp ứng những yêu cầu như sau. Đối với chương trình cao đẳng và chứng chỉ thì các bạn cần phải tốt nghiệp trung học phổ thông IELTS 6 chấm hoặc TOEFL BBT 550 hoặc TOEFL IBT 80. Đối với chương trình đại học thì các bạn cần phải tốt nghiệp trung học phổ thông IELTS 6.5 hoặc TOEFL BBT 560 hoặc TOEFL IBT 84. Chương trình chứng chỉ sau đại học thì các bạn cần phải tốt nghiệp đại học IELTS 6.5 hoặc TOEFL BBT 580, TOEFL IBT 84.
Hiện nay thì cao đẳng Centennial nằm trong diện chương trình miễn chứng minh tài chính, hay còn gọi là CES. CES là từ viết tắt của Canada Express Study, là chương trình do Tổng lãnh sự quán Canada và Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada phối hợp cùng với Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình cấp xét thị thực cho sinh viên Việt Nam có mong muốn theo học tại các trường cao đẳng thành viên tại Canada. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới trường hoặc là muốn cập nhật những thông tin về học phí về trường Centennial College thì các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương chi nhánh tại quận 1, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028-3848-4879, hoặc các bạn có thể liên hệ với chi nhánh quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, điện thoại là 028-3838-2080, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn, tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào tại Hà Nội nhé.